Trong khi đó thì Trần Thị Thanh Thúy đang ngồi ngoài điểm số đầu tiên của Ngọc Hoa trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là một trận đấu mà đánh bóng tốt. 23-22. Mặc dù những tình huống tấn công của Ngọc Hoa có sự theo chắn rất giáp từ đối phương, nhưng kỹ năng trên lưới của Ngọc Hoa vẫn đang tỏ ra vượt trội. Rất nhanh và không quá khó khăn cho Ngọc Hoa. Đôi lúc thì những bước bột của Quảng Ninh vẫn chưa thực sự tốt, ảnh hưởng rất nhiều đến những phương án triển khai tấn công tiếp theo. Không thể cứu bóng. 2 cho Ngọc Hoa và những đồng đội. Pha đánh bóng trước đó của Ngọc Hoa là rất xoáy. Những tình huống chất thời cơ trên lưới như vừa rồi thì rất hiếm khi Ngọc Hoa bỏ qua. Những đánh sở trường của Ngọc Hoa ở vị trí số 3. Bước sang tuổi 30 nhưng Ngọc Hoa vẫn đang thấy những trụ cột của VTV thì đã mạnh và đồng thời giúp cho hôm nay rất khó. Ngọc Hoa luôn là vận động viên có khả năng phát bóng rất liệu và khó đoán được điểm rơi. Đạo bóng